Xin chào quý anh chị và các bạn, và tiếp theo trong cái video này chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái đối tượng nên dùng tỷ hưu phong thủy. Đấy là những cái đối tượng nào? Các bạn biết rằng là tỷ hưu mang lại cái vận tài lộc cuồn cuộn, duy trì hưng thịnh, giúp gia chủ giàu sang phát đạt. Nếu muốn tìm một cái vật phẩm phong thủy để thúc tài mà không chọn cái loại linh vật này thì quả là một cái thiếu sót lớn. Với những cái tác dụng cát lành như vậy thì những ai nên dùng tỷ hưu để chiêu tài vừa trấn trạch lấy cầu an cho gia đình thì đó là những cái đối tượng như sau. Thứ nhất là những người kinh doanh buôn bán. Tỷ hưu tính cách hung hãn, không có hậu môn tương truyền, chỉ vào không ra, cái năng lực hút tiền tài rất lớn nên là phù hợp với người kinh doanh làm ăn buôn bán bày ở trong nhà hoặc là cái nơi làm việc, có thể là thúc đẩy giao dịch thuận lợi, tăng cường cái cơ hội, cái vận may và cái hỗ trợ bình an, thu hồi được những cái khoản thu nhập đang còn bị nợ. Và cái đối tượng thứ hai đấy là người cần điều tiết tài vận. Dưới cái góc độ mệnh lý thì bát tự và bản mệnh có cái ảnh hưởng rất lớn tới cái việc mà cầu tài. Cần căn cứ vào đó để có cái phương pháp vượng tài phù hợp. Con người không thể bị động để chờ đợi cái vận may tìm tới với mình mà phải lợi dụng phong thủy để điều chỉnh cái trạng thái theo cái hướng có lợi, giảm thiểu rủi ro. Với những người trong mệnh cách có điểm phá tài, hao tài hoặc là tài khi kém thì cần điều tiết sao cho cái tài lộc hưng thịnh, thuận buồm xuôi gió, như vậy thì tất nhiên sẽ phát đạt. Người vốn thân vượng thắng tài thì đã rất tốt, nhưng có những người tài tinh yếu kém, thân nhược tài nhược, hay là thân không gánh nổi tài thì chính phong thủy sẽ là cái chỗ dựa vững chắc. Bát tự không đẹp nhưng mà ở trong một cái ngôi nhà làm việc tại cái nơi có cái phong thủy vượng tài thì cái vận trạch phát triển, ngược lại ở một cái ngôi nhà bất lợi làm việc ở cái nơi phong thủy yếu kém thì cái vận trình lại càng thêm thê thảm. Người bát tự tốt, số mệnh đẹp cũng cần tận dụng cái yếu tố phong thủy có lợi, càng lợi hơn, đá tốt, quản tốt hơn. Ở tài vị của không gian bày tỷ hưu chiêu tài, tăng cường cái sức sống của tài tinh thì cái tương lai không xa sẽ thoát khỏi cái khốn cảnh. Đây là cái phương pháp mà điều chỉnh tài vận rất hiệu quả và đơn giản, không tốn nhiều cái công sức. Và cái người tiếp theo đấy là người muốn trấn trạch trừ tà. Hiện nay thì có rất nhiều người không hiểu phong thủy nên là khi chọn mua nhà, xây nhà phạm phải những cái lỗi lầm không đáng có, như là nhà phạm hình sát, có nhiều cái góc nhọn đối diện với con đường, dòng nước, nhà cao tầng, cây lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng với cái vận trình của mọi thành viên trong gia đình nói riêng và cái vận trạch nói chung. Hoặc là có những cái trường hợp nhà gặp nhiều xui xẻo, công việc không thuận lợi, làm chuyện gì cũng không như ý, gặp xung khắc, lao tù, bệnh tật, chết chóc do nhiễm tà khí, sát khí, hung khí. Lúc này thì để trấn trạch an gia thì bảo hộ bình an của tất cả mọi người thì nên thỉnh tỷ hưu về, khai quang điểm nhãn và đặt ở vị trí hướng về phía có sát, ví dụ như bệ cửa sổ hoặc là ban công. Và cái người cần dùng tiếp theo là cái người thường xuyên lái xe. Thì ngoài cái việc mà tham gia giao thông có nguy cơ, rủi ro khiến người ở nhà là bất an, khả năng tai nạn xe cộ, họa huyết quang, khai đao sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu biết dùng tỷ hưu. Thần thú chuyển họa thành phúc, có khả năng hóa giải ngũ hoàng đại sát, thiên trảm sát, xuyên tâm sát, liêm đao sát, bạch hổ sát, âm sát. Bày tỷ hưu trong nhà, trong xe thì khi lái xe sẽ vững vàng an tâm hơn. Ngoài ra thì bạn có thể là đặt cái tượng quan công trong xe ô tô cũng giúp bảo hộ bình an trên mọi nẻo đường. Và cái người cần sử dụng tiếp theo là cái người mà gia đình bất hòa, vợ chồng không thuận. Tỷ hưu là cái sự lựa chọn tốt lành đối với ngôi nhà có hòa khí không thịnh. Ngoài tác dụng thúc phong thủy, vượng tài cuối năm thì thụy thú này còn tăng cường tình cảm gia đình, hóa giải đào hoa kiếp, đào hoa sát, giúp mọi người vui vẻ hơn, không khí tràn đầy ấm áp. Và cái người mong muốn sử dụng tiếp theo, cái người cần sử dụng tiếp theo đấy là người mong muốn gặp may. Thì có không ít cái người mà muốn bán mệnh có cái chút lộc trời ban từ những cái trò chơi trúng số, xổ số hay là chơi bài bạc. Vậy thì hãy mang theo bên mình hoặc là bày ở nhà tỷ hưu hốt lộc vượng thiên tài. Hầu hết các cái sòng bạc lớn trên thế giới đều bày đôi tỷ hưu cấm thạch điêu khắc tỉ mỉ ở trước cửa, nhưng nhớ là thịnh ắt quá suy, vận may có thì không nên ham mê cái trò đỏ đen tới mức mà mù quáng. Và cái người tiếp theo đó là người làm nghề tự do, thu nhập mùa vụ. Những cái người mà làm nghề bán hàng, kinh doanh, xuất nhập khẩu, cổ phiếu, tài chính có cái thu nhập tự do không ổn định nên dùng tỷ hưu khai quang chiêu tài, nhất là trong cái dịp cuối năm.
vận trình tài lộc của bạn sẽ có cái khởi sắc đáng kể. Và trên đây là những cái đối tượng mà nên dùng tỷ hưu phong thủy. Và các bạn có thể xem video mà tôi đã làm là 7 cái trường hợp không nên dùng tỷ hưu phong thủy. Đấy là những cái đối tượng người như thế nào và trong những cái trường hợp như thế nào thì không nên dùng tỷ hưu phong thủy. Thì chúng tôi đã có một cái video này rồi, thì các bạn có thể xem lại trên kênh của chúng tôi. Và trong cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái tỷ hưu, cái màu nào là vượng vận nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.